Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một thủ thuật nha. Mình xin chia sẻ với mọi người. Rồi, ở đây là mình có một con cái thai nè. Mọi người thấy không ạ? Nó rất là nhiều. Nhiều luôn. Nó có 11 cái device nè. 11 cái chỗ xuất hiện của nó. Ở đây là mình muốn thay đổi một con cái thai này nhanh. Thay đổi nhanh ở đây là gì? Thay đổi nhanh là mình muốn đổi con ít thai này á, tất cả chỗ nào của ít thai á thay đổi thành một cái địa chỉ mới khác. Ví dụ là con ít 5 chẳng hạn thì sẽ làm như thế nào? Thay đổi nhanh là theo cách thông thường á, là mọi người sẽ đi thay đổi từng cái này. Rồi ít 5 rồi đó. Thay đổi từng cái. Ở chỗ nào có ít thai thì mình đổi thành ít 5 thì sẽ rất là lâu. Thì bây giờ mình sẽ đổi hướng dẫn mọi người cách thay đổi một chỉ cần vài cái lít chuột thôi là sẽ thay đổi được hết luôn. Thì sẽ làm như thế nào thì hướng dẫn mọi người nha. Đây, mọi người bấm game Control F nè, Control F. Rồi mọi người tìm cái địa chỉ mà muốn thay đổi là tìm cái thai, và mọi người replay nó. Replay device nè, thế là replay thành của X5. Là ở đây là tất cả những gì của X2 sẽ thay thế bằng X5 hết. Rồi mọi người bấm dùm đi mà relay on nè ha. Relay on và bấm ok một cái, rồi nó sẽ chạy. Tất cả những gì của X2 sẽ chuyển thành X5 hết. Rồi mọi thấy không, X5 nè, hồi nãy X2 không á, giờ X5 hết rồi nè. Đây thì sẽ rất là nhanh, thuận tiện cho mọi người trong việc cái chương trình này kia không. Rồi mọi người lưu ý cho em á, là sau khi mà replay xong á thì phải đổi chương trình xuống BLC nha, nếu không á là sẽ mở chương trình lên lại thì nó sẽ mất á. Lưu ý điều đó nha.